Nhà bác nào ở đây mà có cây mã đề này ạ? Không biết tới công năng trị về ho, viêm họng cho cả gia đình mình thì thật là đáng tiếc các bác ạ. Cái cây mã đề này nó trị về ho, viêm họng cho cả gia đình mình rất là tốt. Có thể dùng cho người lớn, trẻ em, rồi là người già, ai cũng có thể dùng được hết, mà rất là dễ làm. Bác nào mà chưa biết tới bài thuốc chữa về ho, viêm họng từ cây mã đề này thì các bác có thể ấn lưu ngay hoặc là chia sẻ trang cá nhân khi nào các bác cần các bác dùng áp dụng ạ. Bác nào ở đây mà mình đang bị ho, viêm họng, có nhiều đờm ở trong cổ họng mà các bác nhà mình không muốn dùng Tây y thì các bác áp dụng ngay ạ. Đơn giản lắm. Các bác nhà mình chuẩn bị cho em là gì? Một nắm cây mã đề này thôi. Các bác có thể lấy cả rễ như thế này, hợp với một nắm mùi tàu, nhiều nơi gọi là ngò gai đấy. Chúng ta có thể lấy phần rễ thì càng tốt các bác ạ. Chúng ta đem về rửa sạch, sau đó là các bác ngâm với nước muối loãng khoảng 10 đến 15 phút. Rồi sau đó các bác cho lên bếp để chúng ta đun. Khi mà các bác đun thì các bác có thể thêm cho em vài lát gừng như thế này nữa. Đun sôi với nửa lít nước, đun với nhỏ lửa, sôi khoảng 15 phút thì các bác tắt bếp đi. Cái phần bã các bác bỏ đi, còn phần nước gặn ra chia làm 3 lần uống trong ngày. Các bác uống đều đặn như thế cho em Thư, một ngày 3 lần. Duy trì trong vòng 7 ngày thì các triệu chứng ho, có đờm, viêm họng của các bác, các vấn đề về hầu họng của các bác nhà mình sẽ được thuyên giảm ngay ạ. Với những cái bài thuốc dân gian thì các bác nhà mình phải kiên trì và còn tùy vào cơ địa của các bác nữa. Ai hợp với bài thuốc nào thì chúng ta áp dụng bài thuốc đó ạ. Chúc các bác nhà mình áp dụng thành công.